Không quản ngại vất vả, hiểm nguy, mấy tháng trước, điều dưỡng viên Lù Thị Thu Hà đã tình nguyện tham gia đoàn công tác của tỉnh, hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Nơi bệnh viện dã chiến, chị cùng các đồng nghiệp luôn động viên nhau, góp sức điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 và tham gia truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm. Sau khi mà đi phòng chống dịch hỗ trợ về, thì mình cũng có một số kinh nghiệm đúc kết để hỗ trợ cho phòng chống dịch của tỉnh mình. Và nhất là bây giờ tình hình diễn biến của tỉnh mình cũng đang rất là phức tạp. Khi tỉnh nhà cần thì chúng em lúc nào cũng sẵn sàng. Suốt 2 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh luôn đồng hành cùng ngành y tế của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Cử 5 cán bộ tham gia chống dịch ở Bắc Giang, Bình Dương, hỗ trợ phương tiện vận chuyển các trường hợp F0, F1 đưa đi cách ly điều trị. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tốt cái công tác sàng lọc, cũng như là tăng cường công tác là bảo hộ khử khuẩn, đảm bảo cái bệnh viện thực hiện là bệnh viện an toàn để tổ chức tốt cái công tác khám chữa bệnh, hay là tiếp tục vận chuyển bệnh nhân khi mà test phát hiện ra có trường hợp dương tính thì cũng thực hiện chỉ đạo của ngành y tế là di chuyển về các khu cách ly tập trung. Dịch bệnh bùng phát, cơ sở y tế công lập bị quá tải do nhu cầu xét nghiệm test nhanh COVID-19 tăng cao. Tháng 8 năm 2021, Trung tâm Xét nghiệm Zendik được thành lập đã góp phần giải tỏa được áp lực này. Sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm đã thực hiện hàng chục nghìn mẫu test nhanh và xét nghiệm PCR cho công dân. Qua sàng lọc, đơn vị đã trực tiếp phát hiện hơn 20 trường hợp F0. Trung tâm cũng đã cùng với tỉnh nhà để hỗ trợ các cái cơ quan y tế công lập, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, để hỗ trợ cái công tác xét nghiệm cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ xét nghiệm miễn phí đấy, đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và người cao tuổi là trên 60 tuổi. Đấy, và trong 4 tháng này thì chúng tôi cũng hỗ trợ khoảng 600 đối tượng. Sự kề vai sát cánh, chia lửa của đội ngũ y bác sĩ ở các đơn vị y tế tư nhân đã góp phần cùng toàn ngành y tế ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân, góp phần để tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.